không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn đâu. Chúng ta sẽ cùng đến với danh hiệu người đẹp xứ Mường thứ 3 với giải thưởng là 25 triệu đồng và chứng nhận của ban tổ chức. Xin được chúc mừng người đẹp xứ Mường thứ 3, thí sinh có số báo danh 112 Bùi Thị Sao Mai. Vâng, chúng tôi xin được trân trọng kính mời họa sĩ Phạm Xuân Hải, Viện trưởng Viện Mỹ thuật Ứng dụng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Gia Phạm, trưởng ban cố vấn cuộc thi Người đẹp xứ Mường năm 2019. Và cùng với đó xin được trân trọng kính mời ông Ngô Bá Lục, trưởng ban giám khảo cuộc thi Người đẹp xứ Mường năm 2019 sẽ lên trao giải thưởng danh hiệu Người đẹp thứ 3 của cuộc thi Người đẹp xứ Mường. Thí sinh Bùi Thị Sao Mai đã thực sự có được một phần thể hiện rất xuất sắc trong buổi chung kết ngày hôm nay. Và đặc biệt là trong phần thi ứng xử, cô ấy cũng đã cho thấy mình là một cô gái xứ Mường hết sức năng động, tự tin và chắc chắn sẽ là một đại diện tiêu biểu của mảnh đất hòa bình trong tương lai gần. Xin được chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn họa sĩ Phạm Xuân Hải và xin được trân trọng cảm ơn nhà báo Ngô Bá Lục. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho thí sinh người đẹp xứ Mường thứ 2 với phần thưởng 30 triệu đồng và chứng nhận của ban tổ chức. Danh hiệu người đẹp thứ 2 của cuộc thi Người đẹp xứ Mường năm 2019 đã thuộc về thí sinh mang số báo danh 081 Bùi Thị Nụ. Xin được trân trọng kính mời ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi Người đẹp xứ Mường năm 2019, cùng với ông Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình, sẽ lên trao giải Người đẹp xứ Mường thứ 2 cho thí sinh Bùi Thị Nụ, số báo danh 081. Là người đầu tiên thực hiện phần thi ứng xử, Bùi Thị Nụ đã cho thấy bản lĩnh của một người đẹp xứ Mường. Và chắc chắn rằng cô không chỉ là niềm tự hào của mảnh đất cô sinh ra lớn lên mà còn của cả tỉnh Hòa Bình. Và hy vọng rằng Bùi Thị Nụ sẽ tiếp tục có những bước tiến phát triển hơn nữa trong tương lai, xứng danh với danh hiệu người đẹp xứ Mường thứ 2. Cảm ơn ông Bùi Xuân Trường và ông Hoàng Văn Tứ. Vâng, thưa quý vị, lúc này đây chỉ còn 3 cô gái chưa biết mình sẽ đứng ở vị trí nào. Đó là thí sinh Bùi Thị Nữ, Nguyễn Hàm Hương và Quách Thị Tin. Ai sẽ là người đẹp xứ Mường 2019 ạ? Ai ạ? À? Chúng tôi muốn nghe quý vị hãy gọi tên họ ạ. À. Rất nhiều những tiếng gọi khác nhau. Và trước khi chúng tôi công bố, cũng xin được gửi lời cảm ơn tới ban giám khảo, tới ban cố vấn, những người đã thực sự phải gặp rất nhiều khó khăn khi những thí sinh của chúng ta đã gây bất ngờ cho họ, cho cả những người dẫn chương trình như Đức Bảo và Thu Thủy, cho cả những quý vị khán giả tại Cung Văn Hóa tỉnh Hòa Bình, cho cả những ai đang theo dõi qua kênh Hòa Bình TV. Họ đã thực sự là những cô gái rất bản lĩnh, xinh đẹp, tài năng, duyên dáng. Và ai sẽ là người đạt được phần thưởng trị giá là 50 triệu đồng cùng với vương miện 300 triệu và chứng nhận từ ban tổ chức đây? Chúng ta sẽ cùng đồng thanh nhé. Xin được chúc mừng thí sinh có tên Nguyễn Hàm Hương, số báo danh
hạng 9. Người đẹp xứ Mường 2019 gọi tên Nguyễn Hà Phương với ngôi vị cao nhất. Xin được chúc mừng bạn. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, trưởng ban tổ chức tuần văn hóa du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019. Xin được kính mời bà Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Hòa Bình, trưởng ban tổ chức cuộc thi Người đẹp xứ Mường 2019. Xin được trân trọng kính mời ông Bùi Văn Biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình sẽ lên sân khấu để trao giải thưởng Người đẹp xứ Mường năm 2019 cho thí sinh Nguyễn Hà Phương của chúng ta. Được 50 triệu đồng tiền mặt, vương miện trị giá 300 triệu đồng và chứng nhận vô cùng giá trị, vô cùng vinh dự. Người đẹp xứ Mường 2019, Nguyễn Hà Phương, thưa quý vị. Và chúng ta hãy cùng chúc cho Nguyễn Hà Phương sẽ hoàn thành thật tốt vai trò của mình với danh hiệu Người đẹp xứ Mường. Cô sẽ là đại sứ du lịch của tỉnh Hòa Bình năm 2019. Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, cảm ơn đơn vị thực hiện công ty cổ phần thương mại Gia Phạm.